Win nó sẽ phân tích cho mình này. Các bạn nhìn rất là rõ luôn, mỗi xe có 100 GB này. Thì những ứng dụng nó sẽ chứa là 75 GB, còn là những cái file khác là 5 GB này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy không, mình xóa đi cái này tầm cỡ 5 GB rưỡi này, và cái này chắc phải được 6 GB đó. Đó. Thì trước tiên thì các bạn coi những ứng dụng nào không cần thiết thì các bạn xóa đi. Đó, thì máy tính của các bạn thì các bạn phải biết rằng là ứng dụng nào cần và không, những ứng dụng nào không cần thì xóa đi nghe. Ứng dụng nó không cần nó chiếm nhiều dung lượng thì nên xóa. À, rồi ví dụ cái này nè, cái này mình nghĩ cũng không cần thiết lắm, cái file cập nhật đi, xóa đi. Đó, ok. Dẹp cái đi. Đó, để nó sẽ chạy chậm máy tính hơn, không cần thiết đâu. Rồi. Rồi xem thử nha. Facebook, à, cái này chắc nghĩ cũng không cần thiết, bởi vì Facebook thường mình vô web mình dùng được, chứ còn không cần ứng dụng như thế này đâu. Đó, bỏ đi. Đó, mình bắt 200 MB. Rồi, tiếp theo. Đây, game này đây, game này nó chứa 420 MB. Đó, thấy không? Mình không chơi game này thì xóa đi. Nó cho nó đỡ được thằng nào thì đỡ đúng không ạ? Đỡ nó đang xóa. Ồ, game này nữa, game này thì chứa 500, trời ơi, nửa GB á, 532 MB. Xóa đi.